Vào tháng trước, hãng xe Trung Quốc Cherry đã công bố doanh số ấn tượng của mẫu Cherry Tiggo 8. Theo đó, sau 4 năm ra mắt, đối thủ của Hyundai Tucson 2022 đã bán ra thị trường tới hơn 500.000 xe và trở thành mẫu xe ăn khách nhất của hãng xe này. Như vậy, trung bình mỗi tháng Cherry Tiggo 8 bán ra thị trường hơn 20.000 xe một con số vô cùng ấn tượng. Để có được thành tích khủng này, Cherry Tiggo 8 sở hữu nhiều ưu điểm trong cả thiết kế, trang bị lẫn động cơ cũng như giá bán so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Cherry Tiggo 8 sở hữu thiết kế hiện đại, trung tính với các chi tiết nổi bật như lưới tản nhiệt đặc trưng của hãng, cụm đèn pha LED với thiết kế giữ dàn cùng phần đầu xe hầm hố. Bên cạnh đó, đối thủ của Hyundai Tucson còn được trang bị mâm xe 18 in, cụm đèn hậu với tạo hình 3D hay ống xả kép dạng thể thao. Chery Tiggo 8 còn sở hữu nhiều trang bị và tính năng nổi bật trong phân khúc. Cụ thể, đối thủ của Hyundai Tucson được hãng xe cung cấp tới 3 màn hình bên trong khoang nội thất, một cho bảng điều khiển điện tử phía sau vô lăng với kích thước 12.3 in, một cho hệ thống điều hòa hai vùng độc lập với kích thước 8 in và một cho hệ thống thông tin giải trí với kích thước 10.25 in. Những trang bị nội thất khác trên Chery Tiggo 8 có thể kể đến như vô lăng vắt đáy thể thao, ghế trước với tính năng chỉnh điện và nhớ vị trí, cổng sạc USB hay đèn viền nội thất và kết nối không dây Apple CarPlay Android Auto. Đối thủ của Hyundai Tucson 2022 sử dụng khối động cơ 1.6 turbo, với công suất tối đa 195 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm. Cherry Tiggo Go 8 sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, ở một số thị trường, Cherry Tiggo Go 8 còn có thêm tùy chọn động cơ hybrid. Tại thị trường Trung Quốc, Cherry Tech Go 8 được bán ra với mức giá khởi điểm từ 452 triệu. Trước đó cũng có một số nguồn tin cho rằng Cherry Tech Go 8 sẽ sớm được mở bán tại Việt Nam và cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson 2022 hay Honda CRV, xe cộ XXX.